Với chương trình Top Việt Nam được phát sóng trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Quý vị khán giả thân mến, chắc hẳn bây giờ các bạn đang rất tò mò không biết ngày hôm nay Thanh Trà sẽ đưa các bạn đến với địa danh du lịch nào. Cuối tuần này, hãy cùng với Thanh Trà tránh xa cái nắng oi ả và ồn ào náo nhiệt ở thủ đô Hà Nội, đến với một hòn đảo vô cùng thơ mộng với nắng vàng và cát trắng. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên với điểm đến du lịch đầu tiên, Cát Bà Beach Resort. Là một người yêu thích về du lịch và những dịp cuối tuần thì Thanh Trà thường chọn cho mình một địa điểm du lịch để có thể giải tỏa được những căng thẳng, những áp lực trong công việc cũng như trong việc học. Cuối tuần này thì Thanh Trà quyết định chọn cho mình một địa điểm du lịch làm sao để có thể hội tụ được tất cả những yếu tố như là biển, có rừng, có những bãi cát trải dài và có những tia nắng vàng. Theo như tìm hiểu thì Thanh Trà được biết Cát Bà là một trong những hòn đảo đẹp nhất của miền Bắc. Chính vì thế, cuối tuần này Thanh Trà quyết định chọn Cát Bà làm điểm dừng chân cho mình. Khi đến với Cát Bà thì Thanh Trà mong muốn được nghỉ dưỡng tại những khu resort cao cấp. Bởi những khu resort cao cấp thì thường có dịch vụ tốt, có không gian yên tĩnh, đem lại cho du khách những cảm giác thoải mái và thư thái. Chính vì thế, Thanh Trà đã chọn Cát Bà Beach Resort làm điểm nghỉ dưỡng cho mình. Như các bạn cũng biết, thời gian gần đây thì quần đảo Cát Bà trở thành một điểm du lịch rất là hot ở miền Bắc Việt Nam. Quần đảo Cát Bà được thừa hưởng sự ưu đãi của thiên nhiên với vịnh Lán Hạ và hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ. Và để mong muốn du khách khi tới Cát Bà có cơ hội được hòa mình với thiên nhiên, được trải nghiệm những kỳ nghỉ, thưởng thức nắng, gió, sóng biển và rừng núi ở Cát Bà, thì tất cả những điều đó là cái động lực, là cái suy nghĩ để cho công ty của chúng tôi quyết định xây dựng một khu nghỉ dưỡng là Cát Bà Beach Resort ở khu vực này. Khi đến với Cát Bà Beach Resort, điểm cái ấn tượng đầu tiên của Thanh Trà đó chính là một quần thể những ngôi nhà với những kiến trúc khác nhau nằm lấp ló sau những dặng dừa, bên cạnh là một bãi biển vô cùng thơ mộng. Đi sâu vào trong khu resort thì Thanh Trà có cảm giác như mình đang được lạc vào một làng quê Việt Nam với những ngôi nhà biệt lập khác hẳn với những khách sạn 5 sao, với những tòa nhà chọc trời. Ý chủ đạo nhất trong việc thiết kế khu Cát Bà Beach Resort là đó là chúng tôi sử dụng các cái chất liệu đá, gỗ, lá cọ. Tất cả những chất liệu rất là thiên nhiên
hòa mình với cả sóng biển của Cát Bà, và chúng tôi đã xây dựng lên cái khu nghỉ dưỡng này. Khi đi dạo trong khu resort, được đi trên những con đường được lát bằng những viên gạch thô sơ trông rất là đặc biệt. Hai bên là những hàng hoa li ti màu vàng trông khá ấn tượng và lạ mắt. Thanh Trà có cảm giác như mình đang được lạc vào một xứ sở thần tiên. Điều Thanh Trà thích nhất, ấn tượng nhất đó chính là kiến trúc của ngôi nhà. Ngôi nhà được xây nửa là bằng gỗ, nửa là bằng đá, trên là bằng những mái tranh. Thanh Trà tin chắc rằng là nếu được nghỉ dưỡng trong những khu nhà như thế này thì sẽ không cần phải điều hòa, chỉ cần gió biển và sự mát mẻ mà thiên nhiên đem tặng thì cũng đã làm cho Thanh Trà cảm thấy sung sướng rồi. Là một người khá nhút nhát, chưa bao giờ dám thử cái cảm giác mạo hiểm với những trò chơi thể thao dưới nước. Tuy nhiên lần này khi đến với Cát Bà thì Thanh Trà quyết định sẽ thử cái khả năng, cái tầm dũng cảm của mình vậy. Resort có rất nhiều trò chơi dưới nước. Vừa rồi thì tôi có để ý có một trò chơi vô cùng thú vị, và ngay bây giờ thì tôi sẽ trải nghiệm trò chơi thú vị này. Em chào các anh chị ạ. Chào chị. Anh ơi, em vừa để ý là ở bãi biển mình có một trò chơi vô cùng thú vị. Em tò mò không biết tên trò chơi đấy là gì ạ? Đấy là cái trò chơi cano kéo chuối chị ạ. Cano kéo chuối ạ? Vâng, cano kéo chuối. Chơi trò này có khó không anh? Thật ra thì nó tạo một cảm giác rất là thích thú cho khách khi mà ngồi ở đằng sau cái quả chuối và cái cano nó kéo đi với tốc độ rất là nhanh, rất là thú vị. Vậy bây giờ em, anh có thể hướng dẫn em thử trò chơi mạo hiểm này được không ạ? Được chị, mời chị. Có thể thấy đây chính là trò chơi cano kéo chuối, và đây sẽ hứa hẹn là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với tôi, mặc dù cảm xúc của tôi lúc này thì hơi sợ một tí.
khi tham gia trò chơi cano kéo chuối thì tôi có cảm giác như tôi là thuyền trưởng và đang cùng những chiến hữu của mình chinh phục những ngọn sóng. Đây thật sự là một trò chơi thử thách lòng can đảm của tôi và nó không khó và sợ như tôi đã tưởng tượng. Cái cảm giác thích thú càng ngày càng lớn cho Thanh Trà. Chính vì thế sau đấy thì Thanh Trà quyết định lại chọn một môn thể thao khác, đó chính là chèo thuyền kayak. Cảm giác mạnh với trò chơi cano kéo chuối thì bây giờ tôi đã không còn sợ nước nữa. Ngay bây giờ tôi đang háo hức để trải nghiệm một trò chơi cũng vô cùng mới, chèo thuyền kayak. Anh ơi, ngày hôm nay anh có thể hướng dẫn em môn thể thao chèo thuyền kayak được không ạ? Mình rất vui được hướng dẫn bạn chơi môn thể thao kayak này. Vậy thì bây giờ anh em mình hãy cùng nhau kéo chiếc thuyền này ra biển ạ. Khác với cano kéo chuối, một môn thể thao đòi hỏi dự cảm thì với chèo thuyền kayak lại đòi hỏi tính tinh tế và nhịp nhàng giữa hai người đồng đội. Mặc dù thì chưa bao giờ Thanh Trà chèo thuyền, tuy nhiên là được sự hướng dẫn của anh huấn luyện viên thì cuối cùng thì Thanh Trà và anh huấn luyện viên cũng cùng nhau chèo được ra giữa biển khơi. Đây khi ở trên thuyền cảm giác được lênh đênh trên biển, Thanh Trà cảm thấy dường như yêu hòn đảo này hơn, yêu biển hơn, và hy vọng rằng thì sau lần thử thách này Thanh Trà có thể tham gia được những môn thể thao mạo hiểm hơn nữa.
cảm giác của bạn như thế nào nếu được thưởng thức một bữa tiệc BBQ bên bờ biển? Đối với Thanh Trà, đây là lần đầu tiên Thanh Trà được thưởng thức một bữa tiệc BBQ bên bờ biển tuyệt vời đến như thế. Được tự tay mình chọn những món hải sản mình yêu thích, được tự tay nướng những món đồ trên những chảo lửa vô cùng to và nóng. Thì có lẽ cái khả năng chế biến của Thanh Trà không tốt cho lắm. Cuối cùng thì Thanh Trà phải nhờ anh đầu bếp giúp mình nướng những món hải sản đấy. Sau đó thì đem về bàn thưởng thức một món đồ trong khung cảnh vô cùng lãng mạn với đèn, biển và một cái không khí vô cùng nhộn nhịp của những du khách cũng tham gia bữa tiệc BBQ. Sáng ngày hôm sau thì Thanh Trà quyết định đến với một trong những địa điểm thú vị nhất tại đảo Cát Bà, đó là pháo đài Thần Công.
Hiện tại thì Thanh Trà đang có mặt tại một trong những địa điểm đẹp nhất của Cát Bà, đó chính là pháo đài Thần Công. Theo như tìm hiểu thì nếu đứng tại pháo đài Thần Công này, chúng ta có thể nhìn bao quát được toàn cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Lan Hạ. Chị đến với đảo Cát Bà không? Vâng ạ, đây là lần đầu tiên em đến với đảo Cát Bà. À thế ạ, chắc đây là lần đầu tiên chị đặt chân lên pháo đài Thần Công đúng không? Vâng ạ, đứng trên này thì em nhìn thấy được cái quang cảnh của pháo đài Thần Công ấy. Thì chị có thể giúp em giới thiệu cho em về quang cảnh xung quanh cũng như là sao lại có cái pháo đài Thần Công này không? À vâng, đúng rồi, đây chị đang đứng ở cái vị trí gọi là view đẹp nhất ở khu tham quan pháo đài Thần Công. Và từ đây thì bằng kính viễn vọng thì chị có thể nhìn thấy khu vực Vịnh Lan Hạ ở đây. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn cho chị nhìn thấy, chị có thể nhìn sang phía chỗ hai bên chỗ đảo bãi biển đấy. Đấy chính là đây, khu vực hai cái bãi cát ấy ạ. Vâng đúng rồi, đấy có hai cái chấm trắng ở đây, chị cứ nhìn hai chấm trắng là được. Vâng đúng rồi đấy ạ. Đấy, ở bên khu vực bên đấy là khu vực đảo Khỉ. Và phía trước của chị đang nhìn thấy là khu vực phía bên ngoài của Vịnh Lan Hạ. Rồi chị nhìn thấy chưa ạ? Rồi ạ. Em thấy mọi người tắm luôn ý. À vâng đúng rồi. Ở phía trước có rất là nhiều tàu thuyền, bình thường nếu như vào những ngày cuối tuần ấy, khách du lịch đến đây rất là đông. Và nếu như may mắn một chút thì từ đây thì mình có thể thấy rất là nhiều khỉ xuống dưới bãi tham quan. Vâng. Còn nếu như mình nhìn check ra một chút nữa để ngắm có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của những đảo đá ở đây thì chị có thể nhìn sang đến khu vực Hòn Quốc. Hòn Quốc là hòn nào? Đây chị có thể nhìn thấy nó giống như hình cái quốc này. Cái bé bé kia đấy ạ. Vâng đúng rồi ạ. Vâng, chị có thể nhìn check ống sang bên đấy là được. Nói là Hòn Quốc là bởi vì ngày xưa là có những cái sự tích rất là thú vị liên quan đến Hòn Quốc ở đây. Bởi vì là ngày xưa khi mà đến làng tiên trời còn thích cảnh sắc nơi đây. Do vậy là một hôm các làng tiên thì mình do mải mê vui đùa với cảnh sắc ở nơi đây quá. Do vậy là đến ngọc buổi trời chiều Ngọc Hoàng gọi về làng tiên út. Vâng đúng rồi, làng tiên út vội vàng quá nên là đánh rơi chiếc hài và để lại ngày hôm nay chúng ta có Hòn Quốc để ngắm đấy ạ. Vâng, và từ trên độ cao này mình có thể nhìn thấy Hòn Quốc rất là rõ, độ cao 177m so với mức biển đấy ạ. Mỗi hòn đảo ở đây thì đều có một cái tên gọi riêng đúng không chị? Thường thì vì là quần đảo Cát Bà có 366 hòn đảo lớn nhỏ và đảo Cát Bà là đảo lớn nhất. Do vậy là có rất là nhiều những cái đảo đá nhỏ theo địa hình kiến tạo caster, tức là địa hình núi đá vôi tạo lên ấy. Do vậy thì chị cũng có thể nhìn thấy đấy là Hòn Quốc này nó có hình dáng giống với quốc và gắn liền với sự tích từ các nàng tiên trời. Rồi là một lát nữa thì nếu như trời quang hơn một chút thì mình có thể nhìn thấy hòn bắn hoặc là hòn khóa. Mỗi hòn nó sẽ liên quan đến một cái hình thù. Vâng đúng rồi, một hình thù. Nhưng mà nó lại liên quan một sự tích cũng giống như là một cái sự kiện nào đó ở đây chẳng hạn. Và chị hướng dẫn viên du lịch cũng đã kể cho Thanh Trà nghe được một số những câu chuyện về lý do tại sao những hòn đảo lại có những cái tên rất thú vị. Mặc dù đấy là những câu chuyện truyền miệng từ dân gian, từ đời này qua đời khác. Tuy nhiên thì Thanh Trà cảm thấy được sự yêu mến, tự hào của những người sinh ra tại hòn đảo về hòn đảo của mình. Thì ngoài việc có thể ngắm cảnh ra thì một
một điều rất là thú vị và không chỉ riêng du khách Việt Nam và du khách nước ngoài cũng rất là thích, đó chính là thưởng thức những ly cà phê ở đây đấy ạ. Vâng, hy vọng là sau khi chị có thể ngắm cảnh ở đây và chị có thể thưởng thức một ly cà phê rất là thú vị đấy. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Vâng. Vậy là sau 2 ngày nghỉ dưỡng tại Cát Bà Big Resort thì Thanh Trà đã có những cảm xúc vô cùng thư thái, được tham gia những cái hoạt động, những trò chơi trên biển, được tận hưởng một không gian vô cùng yên tĩnh và thoải mái, cùng sự phục vụ nhiệt tình của những người nhân viên nơi đây, thì Thanh Trà cảm thấy rằng chuyến đi của mình thật sự đã có những phút giây trải nghiệm vô cùng quý báu. Điều tôi muốn nói với tất cả du khách khi du khách tới các quần đảo Cát Bà cũng như là tới Cát Bà Beach Resort của chúng tôi, đó là chúng tôi luôn luôn mong muốn được đón tiếp và phục vụ khách hàng với tất cả lòng thân thiện và nụ cười của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty tại đây. Tôi hy vọng rằng mỗi khi quý khách rời khu nghỉ dưỡng của chúng tôi, hành trang mà khách mang theo về đó chính là nụ cười và lòng thân thiện của mỗi nhân viên chúng tôi ở đây.